Chào bạn, ở video này thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách nhập key vào phần mềm Auto Market Play để chúng ta có thể sử dụng, đúng không ạ? Thì bước đầu tiên thì các bạn hãy vào trang forestsoftware.com và các bạn click vào cái mục là Auto Market Play. Các bạn tiến hành tải cái phần mềm này về, đúng không ạ? Thì ở đây Nhất đã tiến hành tải phần mềm này về rồi. Thì sau khi tải về thì các bạn tiến hành giải nén, đúng không ạ? Tiến hành giải nén ra. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành click vào cái phần mềm này. Thì các bạn để nguyên nhá, để nguyên cái thư mục này luôn, chứ các bạn không nên copy cái Auto Market Play này ra khỏi cái thư mục này. Bởi vì nếu mà copy ra một cái chỗ khác thì nó sẽ bị lỗi, đúng không ạ? Chúng ta để nguyên cái thư mục mà giải nén này và chúng ta sử dụng luôn. Rồi, các bạn click vào Auto Market Play. Thì nó sẽ hiển thị ra cái ô nhập key này. Thì nếu như bạn mua cái bản Pro á, thì các bạn click vào cái phần Market. Nếu như bạn mua bản Premium thì các bạn click vào Market Premium, được không ạ? Rồi các bạn click vào và các bạn tiến hành dán cái mã key vào trong cái ô này, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì các bạn click kích hoạt. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ được vào trong cái phần mềm này, đúng không ạ? Ok. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.